Bí ẩn cuộc đời danh ca Bạch Yến, bài viết được tổng hợp. Danh ca Bạch Yến, tên đầy đủ là Quách Thị Bạch Yến, bà sinh năm 1942, là một ca sĩ nổi tiếng của Sài Gòn trước năm 1975. Bà là vợ của nhạc sĩ Trần Quang Hải và là con dâu của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Danh ca Bạch Yến sinh ra tại Sóc Trăng, cha là người Triều Châu và mẹ là một người Kinh yêu âm nhạc. Lên 9 tuổi, Bạch Yến theo học tiểu học trường La Providence, Cần Thơ, gia nhập đoàn thánh ca nhà thờ để làm quen với âm nhạc. Năm 14 tuổi, Bạch Yến đã cố trang điểm cho dài dặn hơn để lần mò đến các vũ trường, phòng trà xin làm ca sĩ, những mong kiếm tiền để phụ giúp mẹ. Nơi Bạch Yến đến gõ cửa đầu tiên là phòng trà Trúc Lâm trên đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn. Từ phòng trà Trúc Lâm, Bạch Yến tiến lên phòng trà Hòa Bình, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt qua các ca khúc như Bến Cũ, Gái Xuân và một số bài hát Pháp. Bạch Yến trở nên nổi tiếng với ca khúc Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Khi chỉ vừa tròn 15 tuổi và là ca sĩ đầu tiên chuyển ca khúc này từ điệu tango, điệu nhạc gốc của ca khúc, sang slow rock. Năm 1961, Bạch Yến sang Pháp học thanh nhạc. Bạch Yến được ông Phạm Văn Mười thu nhận làm ca sĩ, hát tại nhà hàng La Table du Mandarin do ông ta làm chủ. Trong thời gian này, Bạch Yến được hãng Polydor của Pháp mời thâu đĩa và lưu diễn ở một số nước châu Âu. Năm 1963, Bạch Yến trở về Việt Nam hát ở phòng trà tự do của ông Ngô Văn Cường. Năm 1965, Bạch Yến sang Mỹ hát cho chương trình Ed Sullivan Show. Bạch Yến ở Mỹ 12 năm, đi lưu diễn trên khắp Hoa Kỳ và nhiều nước châu Mỹ như Canada, Mexico, Brazil, Venezuela, Colombia, Panama, v.v. Bạch Yến là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên chương trình Ed Sullivan Show nổi tiếng của Mỹ năm 1965. Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất trình diễn cùng một chương trình với những tên tuổi nổi tiếng của Mỹ như Bob Hope, Bing Crosby, Bad Bunny, Frankie Avalon và là ca sĩ Việt đầu tiên và duy nhất hát nhạc phim Hollywood, The Dream Paris, Mũ Nồi Xanh. Theo bà kể, ở Mỹ có rất nhiều đàn ông đeo đuổi bà, Tây cũng có mà Việt cũng có. Bà cũng có yêu nhiều người nhưng không đi đến kết hôn với ai. Năm 1978, năm 36 tuổi bà mới kết hôn sau khi gặp người chồng hiện tại chỉ trong vòng 24 giờ. Sau đó bà định cư tại Paris, Pháp. Bà cùng chồng là nhà nghiên cứu Trần Quang Hải đi hơn 70 nước trên thế giới để giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Bà không có con với chồng nhưng sống với con riêng của nhạc sĩ Trần Quang Hải. Bà hay hát các ca khúc của Lam Phương, Trịnh Công Sơn và có thể hát được bằng nhiều thứ tiếng. Năm 1983, Bạch Yến, Trần Quang Hải được nhận giải Grandrix du Disque d'Or Académie Charles Cros, giải thưởng tối cao của Hàn Lâm Viện Địa Hát Charles Cros. Năm 2009, bà lần đầu tiên trở về Việt Nam sau 44 năm ở ngoại quốc. Nói về ca khúc Đêm Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Bạch Yến đã chia sẻ, dẫu lúc ấy không biết tác giả là ai, nhưng tôi vẫn gói ghém, cất kỹ bên mình thành một hành trang và ca khúc Đêm Đông đã theo tôi khắp nơi trên thế giới, cho đến khi mái tóc đã điểm sương, tuổi cũng đã bớt trẻ, nhưng khán giả vẫn yêu cầu Bạch Yến hát bài Đêm Đông. Những năm trước 75, Bạch Yến sớm nổi danh tại Sài Gòn với giọng hát trầm đặc biệt. Số mệnh không tự mình định đoạt được. Tôi bước lên sân khấu như một định mệnh. Và thật kỳ lạ là suốt từ đó đến giờ tôi chỉ có hát, không làm thêm bất cứ công việc nào khác. Ngày biểu diễn thực sự rất khắt khe, đứng không vững một chút là sụp xuống, mất chỗ, hát kém hay hoặc kém đẹp đi một chút là lập tức sẽ có người thay thế. Vậy nên tự mình phải khổ luyện và gìn giữ. Danh ca bộc bạch. Hồi nhỏ, Bạch Yến không thể nào ngờ được con đường đời lại đưa bà đến những miền đất xa xôi đến vậy. Và nhìn lại cả chặng dài suốt đời người, bà cùng chồng đã cháy hết mình cho những giai điệu Việt Nam được vang lên ở khắp nơi trên thế giới. Nói về mối tình đặc biệt với nhạc sĩ Trần Quang Hải,
Bà bảo lần gặp đầu tiên của họ chính là do giáo sư Trần Văn Khê giới thiệu. Và mối tình sét đánh đã làm bừng cháy lên chặng đường mới trong cuộc đời bà. Chỉ 24 giờ, lời cầu hôn đã được chấp thuận. Mặc dù khi đó không ít chàng công tử theo đuổi Bạch Yến, nhưng bà đã chọn gắn bó cả cuộc đời với người nhạc sĩ cùng chung tâm hồn đồng điệu. Cho dù không sinh được con và làm mẹ kế không hề dễ dàng, nhưng bà đã chinh phục được tất cả những khó khăn trong đời sống riêng bởi tâm thành và sự giản dị. Và chuyến đò nhân nghĩa chung đôi với nhạc sĩ Trần Quang Hải cũng chính là hành trình cùng chồng mang âm nhạc dân tộc Việt Nam đi biểu diễn ở hơn 70 nước trên thế giới. Ở tuổi ngoài 70, chất giọng của bà vẫn khỏe khoắn và hễ cất giọng lên là người nghe phải sớm da gà vì chiều sâu trải nghiệm cùng tình cảm tràn trề. Trên gương mặt bà vẫn còn nguyên những nét đẹp lưu dấu từ hồi thanh xuân, luôn sáng lên rực rỡ. Phong thái duyên dáng, hài hước, trí tuệ toát ra từ sâu thẳm tâm hồn. Khi hỏi bà bí quyết gì để trẻ đẹp và mãi thanh xuân, Bạch Yến đã trả lời: thời gian không tha cho ai hết, nhưng mình phải làm cách nào để gìn giữ được sức khỏe thì sẽ có được rất nhiều thứ, đặc biệt là giọng hát. Tôi luôn trân trọng và muốn khán giả hài lòng khi nghe mình hát, nên đến tuổi này tôi vẫn luyện thanh mỗi ngày. Sáng uống 1.5 lít nước, ăn sáng rồi đi bộ 4 km. Ngày nào cũng vậy, dù trời nắng, mưa, tuyết, tôi vẫn đi. Trở về nhà với mồ hôi ướt đẫm, nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình tràn trề năng lượng, hạnh phúc và yêu đời hơn.